Quý vị các bạn thân mến, bắt đầu từ tối ngày 18 tháng 8, cụm từ khóa lòng xào dưa nổi dần dần trên mạng xã hội. Ngay cả những người theo sát tin tức như chúng tôi cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa vì cụm từ khóa với món ăn dân dã này bấm dừng xếp top và được tìm kiếm với lượt truy vấn cực khủng. Vâng, thì ra câu chuyện nào cũng có nguyên nhân sâu xa. Đây chính là vụ ngoại tình giàu chất đạm nhất mà chúng tôi từng biết đến. Được biết, nhân vật chính trong vụ việc đó chính là cô giáo mầm non đã có 27 năm công tác trong ngành sư phạm, đặc biệt đã có chồng và hai con. Hiện giờ, tình trạng rất suy sụp. Thông tin một chiều chưa chính thống các từ khóa liên quan có thể thấy người dùng Internet tìm kiếm lòng xào dưa không hẳn vì muốn thưởng thức món ăn này, mà là đang tò mò một sự vụ có liên quan. Đó là nghi án một nữ giáo viên đã lập gia đình có một chồng và hai con, gia đình được cho là khá giả đề huề. Tuy nhiên, nữ giáo viên này lại có quan hệ ngoài luồng, khi loạt ảnh chụp màn hình các đoạn chat Zalo cho rằng cô là con giáp thứ 13, là Tuesday chính hiệu cắm sừng chồng và mình và giật chồng người khác. Vâng, phải công nhận là đọc những dòng tin nhắn đậm chất miêu tả của cô giáo mầm non này mới thấy rằng sự trơ trẽn của cô giáo tiểu Tam khiến cho nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Được biết, một cô giáo mầm non do chồng sức khỏe yếu nên đã ra ngoài tìm kiếm một người đàn ông khác để đáp ứng nhu cầu của mình. Từ đó, mối quan hệ ngoài luồng của cả hai bắt đầu và ngày càng lún sâu, thậm chí đã có những suy nghĩ tranh giành với vợ người ta. Qua đó, bài đăng bóc phốt con giáp thứ 13 do chính thất đăng tải trên mạng xã hội. Người này hỏi ý kiến dân tình xem nên xử lý cặp đôi ngoại tình này như thế nào. Cụ thể, tài khoản người vợ cho biết. Góc bóc phốt, đây chính là cô giáo Trương Thị Lờ, hiện đang dạy tại trường mầm non Thanh Nê, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, đang sống tại tổ dân phố Giang Đông, gương mặt vàng trong làng con giáp thứ 13. Mời cả gia đình Facebook và đọc những tin nhắn mùi mẫn của nó gửi cho chồng tôi. Mong mọi người khuyên em xử lý thế nào ạ? Đính kèm đó là hàng loạt những đoạn tin nhắn mùi mẫn giữa ông chồng tệ bạc cùng với cô giáo Tiểu Tam. Mới nhất liên quan vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị trấn Kiến Sương, huyện Kiến Sương, Thái Bình đang làm rõ nghi vấn cô giáo có một trường mầm non có những dòng tin nhắn thể hiện quan hệ bất chính. Cụ thể chiều 19 tháng 8, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Kiến Sương, huyện Kiến Sương, Thái Bình cho biết, lãnh đạo địa phương đã yêu cầu cá nhân có liên quan và ban giám hiệu trường mầm non Thanh Nề báo cáo sự việc liên quan đến nghi vấn quan hệ bất chính của một nữ giáo viên thuộc đơn vị này. Đồng thời các đơn vị chức năng của Ủy ban nhân dân thị trấn Kiến Sương cũng đã vào cuộc xác minh thông tin được lan truyền trên mạng xã hội. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến nói: Hiện tại đây chỉ là những thông tin lan truyền một chiều, chưa trinh thống. Chúng tôi đang vào cuộc xác minh và có biện pháp xử lý khi kết quả được khẳng định. Đồng thời bà Tuyến cho biết hiện cô giáo bị nghi có liên quan đến sự việc đã xin tạm dừng công việc tại trường do bị sốc tâm lý. Ngoài ra, nội dung đoạn chat còn bao gồm những nghi ảnh nhạy cảm, đồng thời gợi ý những món ăn như lòng xào dưa, thịt chó và những đồ chứa nhiều chất đạm để tăng sự kích thích. Trước mắt, đại diện ủy ban nhân dân thị trấn đang vào cuộc xác minh thông tin, đồng thời cho rằng những tin nhắn được tung trên mạng xã hội trong thời gian qua chỉ là thông tin một chiều, chưa có căn cứ cũng như chưa được xác minh. Phía gia đình cũng chưa phản ánh sự việc gì với nhà trường hay chính quyền. Đứng trước sự việc này, phía nhà trường cũng đã lên tiếng chia sẻ về tính cách, trình độ chuyên môn cũng như cuộc sống của cô giáo, được cho là Tuesday lòng xào dưa đang gây sốt mạng xã hội. Hiệu trưởng bất ngờ nói cô giáo chu đáo có 27 năm kinh nghiệm. Cũng như rất nhiều người khác đứng trước sự việc này, hiệu trưởng trường mầm non Thanh Nê, huyện Kiến Dương, tỉnh Thái Bình cho hay bất ngờ trước thông tin cô giáo Trương Thị Lờ có mối quan hệ bất chính. Bà Nguyễn Thị Huyền, hiệu trưởng trường mầm non Thanh Nê cho hay cô Lờ đã chủ động suy nghĩ để lấy lại tinh thần và giải quyết việc cá nhân và chúng tôi đã cho phép cô nghỉ từ hôm qua 18 tháng 8. Nhà trường cũng không có quyền đình chỉ công tác đối với cô giáo, thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương Ngoài ra, cô L sinh năm 1976 và có nhiều năm kinh nghiệm vào nghề từ năm 1995. Khi hai tin, không chỉ tôi mà các giáo viên trong trường đều rất bất ngờ. Như vậy, tính đến nay, dù 14 6 tuổi nhưng cô Trương Thị L đã có 27 năm công tác trong ngành sư phạm. Thêm nữa, bà Huyền cho biết, không chỉ tham gia tích cực vào các hoạt động trường lớp, cô L cũng chăm sóc trẻ rất chu đáo. Cô L cũng là một cô giáo được phụ huynh cực kỳ tin tưởng, thậm chí nhờ phụ huynh xin cho con vào lớp cô phụ trách thật sự lấy làm tiếc bởi cô lờ dính vào những thông tin như vậy bởi đây là một giáo viên có tính xây dựng nhà trường trước đây giao tiếp với phụ huynh rất chuẩn mực chuyên môn của cô thì không phải là quá xuất sắc nhưng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được phụ huynh yêu quý năm nào cô cũng đạt lao động tiên tiến trong vấn đề chuyên môn nghiệp vụ cô lờ được đánh giá rất tích cực luôn là giáo viên gương mẫu chuẩn mực tuy nhiên đến thời điểm này bà Huyền cho hay hiện nhà trường đang phối hợp với địa phương để xác minh sự việc cô lờ đang rất sốc suy sụp, không nói được nên lời Bà Huyền cho biết rằng, từ hôm nghỉ đến nay, cứ mỗi lần tôi gọi điện đến, cô ấy cứ khóc hoài. Hiện chúng tôi chỉ biết động viên để cô L có được tâm thế tốt nhất. Được biết, nhà trường nhận được thông tin phản ánh về sự việc của cô giáo trương thị L vào ngày 16 tháng 8. Ngày 17 tháng 8, nhà trường đã yêu cầu cô L làm giải trình. Chúng tôi cũng có biên bản làm việc và yêu cầu cô L viết bản kiểm điểm trước khi báo cáo với chính quyền địa phương và phòng giáo dục và đào tạo huyện Kỳ Dương ngay lập tức phòng giáo dục và đào tạo huyện kiến sương tỉnh thái bình đã chỉ đạo trường mầm non thanh nê yêu cầu nữ giáo viên ttl viết bản tường trình liên quan tới những đoạn tin nhắn gây ồn ào mạng xã hội những ngày qua cô l cũng nhận có tin nhắn trêu đùa nhưng không ngờ sự việc đi xa như vậy cô cũng nhận khuyết điểm vì những tin nhắn trêu đùa ấy đã làm ảnh hưởng tới uy tín danh dự của nhà giáo ảnh hưởng tới nhà trường trong năm học vừa qua thi đua của cô l cũng sẽ bị cắt Lãnh đạo từ Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Nê cho biết đã yêu cầu ban giám hiệu trường mầm non thị trấn Thanh Nê báo cáo về sự việc này. Ủy ban nhân dân thị trấn đang chờ báo cáo từ trường và sẽ có báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét mức độ vi phạm nếu có để đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể. Mặc dù có nhiều năm công tác trong ngành sư phạm, thế nhưng câu hỏi được rất nhiều người đặt ra là việc cô giáo trong đoạn chát lòng xào dưa có vi phạm pháp luật không? Nếu thông tin ngoại tình là chính xác, hai người liên quan trong vụ việc có thể bị xử lý ra sao? Trả lời vấn đề này, luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa đã nêu ra những tình huống liên quan. Theo luật sư, nếu hai người không chung sống với nhau như vợ chồng, khó có căn cứ xử phạt hoặc xử lý hình sự những người này. Cô giáo trong đoạn chat lòng xào dưa có vi phạm pháp luật Nói về vụ việc cô giáo lòng xào dưa, luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa cho rằng, Trường hợp này, nếu thông tin hai người có quan hệ tình cảm bất chính là thật, việc xử lý họ là điều không đơn giản. Theo Điều 48 Nghị định 82-2020 NDCP của Chính phủ, luật sư cho biết, người đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết như làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn tới ly hôn, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm làm cho vợ chồng hoặc con một trong hai bên tự sát, hoặc đã có quyết định của tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ một chồng nhưng vẫn duy trì mối quan hệ thì người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng theo điều 182 Bộ luật hình sự 2015. Tùy vật tình tiết định khung mà người bị kết tội sẽ phải nhận mức án thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 1 năm và nặng nhất là phạt tù đến 3 năm. Như vậy, nếu một trong hai người hoặc cả hai người biết người kia đã kết hôn nhưng vẫn chung sống với họ như vợ chồng thì có thể bị áp dụng chế tài hành chính hoặc hình sự. Tuy nhiên, nếu xác định họ chỉ có quan hệ tình cảm ngoài luồng chứ không chung sống như vợ chồng hoặc chỉ qua lại chứ không ở chung thì khó có căn cứ xử phạt hoặc xử lý hình sự với những người này. Ngoài ra, nếu xác định những người này là cán bộ công chức hoặc viên chức, họ có thể bị áp dụng các hình thức kỷ luật theo quy định tại Nghị định 112-2020 NDCP của Chính phủ. Khoảng 1 điều 6 Nghị định này quy định cán bộ công chức viên chức sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật nếu có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ công chức viên chức, những việc cán bộ công chức viên chức không được làm, nội quy quy chế của cơ quan tổ chức đơn vị và vi phạm đạo đức lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ tùy thuộc mức độ của hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều 6 nghị định 112, hội đồng kỷ luật sẽ xác định áp dụng biện pháp kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương hoặc buộc thôi việc đối với cán bộ vi phạm. Đồng thời theo luật sư, nếu hai người không chung sống với nhau như vợ chồng, khó có căn cứ xử phạt hoặc xử lý hình sự những người này. Cư dân mạng nói gì? Ngay sau khi những đoạn chat được chia sẻ đã tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội, thu hút rất đông tương tác và bình luận nhiều chiều. Rất nhiều bình luận cho rằng nữ giáo viên mầm non đã vi phạm đạo đức nhà giáo. Vâng, chỉ biết nói là tình cảm chân thành không bằng một đĩa lòng xào dừa. Có bạn để lại bình luận, cô giáo mầm non đấy các bạn ạ, à, hư mặt vàng trong làng con giáp thứ 13, có chồng con rồi vẫn qua lại với người có gia đình, đi nhà nghỉ như đi chợ, lại còn quay ra ghen tuông không cho người yêu ngủ với chính thất. Qua cuộc nói chuyện mùi mẫn của hai con người này, được biết chồng của tiểu Tam sức khỏe không được tốt, cô thích tìm người cuồng nhiệt. Lại gặp ngay chồng chính thất thích ăn lòng xào dưa Sức dài vai rộng được cả đêm Cũng có người để lại bình luận sâu cay dầm không như chị đúng là không nên làm giáo viên Mà nên ra phố vẫy vùng cho thỏa sức đam mê Đáng nói thông tin lan truyền cho rằng Cả hai người đã có gia đình Nhưng vẫn có những tin nhắn mùi mẫn Thể hiện mối quan hệ tình cảm ngoài luồng Trong sự việc này Lòng xào dưa được nhắc đến là do các đoạn chat Có nội dung gợi ý những món ăn như dưa xào lòng, thịt chó Để có thể nâng cao cuộc vui giữa hai người ngay lập tức nhiều khán giả đã để lại bình luận Làm giáo viên mà tồi tệ thế này à Đời mà, con giáp thứ 13 lại rất thích lên mặt dạy đời chính thất Trong mặt chả trẻ trung gì mà còn đi làm tiểu tam Loại chồng này bỏ thôi chị ơi, thiết tha gì nữa Không chỉ vậy, nhiều chị em còn hiến kế Lập hội trợ giúp chị vợ trong công cuộc vạch mặt tiểu tam và người chồng bụi bạc Hiện vấn đề xử lý này như thế nào đang được mọi người bàn tán vô cùng nhiệt tình mỗi người một quan điểm và ý kiến nhưng chung quy lại đều muốn xử lý cặp đôi chắc nét mạnh tay. Đến thời điểm này, mặc dù phía cô giáo thích ăn lòng xào dưa vẫn chưa lên tiếng chính thức mà chỉ giải trình rằng việc nhắn tin vui đùa thế nhưng cuộc sống và công việc của cô đã bị đảo lộn rất nhiều sự việc đang được xác minh do đó những bình luận vô căn cứ có lời lẽ xúc phạm rất có thể sẽ đẩy sự việc đi quá xa hy vọng quý vị sẽ đợi đến khi cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc dù thế nào với những lời lẽ gợi tình như trên nữ giáo viên cũng đang khiến nhiều phụ huynh mất niềm tin và lo lắng còn các bạn quan điểm của các bạn như thế nào nếu sự việc trên là thật hãy đưa ra phương án tốt nhất để giúp người vợ này các bạn nhé